Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây mình làm tiếp theo phần Vatican và tín đồ Gia Tô người Việt trong quá trình chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Thì phần như phần đã trước mình đã đọc thì xin nói lại chút xíu. Thì cho thấy qua cái đoạn trên bài trước mình đã nói, thì qua đó thì mình thấy được cái là sự tàn độc, sự ác độc, và mình không nghĩ rằng là bọn họ có thể ăn thịt người, và có bọn họ có thể là hành hình, sát hại người cùng dân tộc dã man, man rợ một cách như thế. Và sau đây để mình tìm hiểu thêm thì chúng ta hãy nghe tiếp theo cái bài của bài này nó như thế nào. Thì trước đọc đó là phần nhận xét chúng về chế độ đạo Việt Gia Tô Ngô Đình Diệm. Trong thực tế, trong những năm 1954 đến năm 1975, chính quyền đạo Phật Gia Tô Ngô Đình Diệm cùng bọn tu sĩ và sĩ tín đồ Gia Tô đã coi miền Nam Việt Nam như là của riêng của họ, và coi nhân dân miền Nam như là một bầy nô lệ mà giáo hội La Mã đã ủy thác cho bọn quản lý đúng theo tinh thần sắc chỉ của Romanus Pontifex, được ban hành ngày 8 tháng 1 năm 1454 trong thời giáo hoàng Nicholas thứ năm năm 1447 năm 1455. Sự kiện này được sách Việt Xảo Khương Việt Sử Khảo Luận cuốn 5 ghi nhận sự kiện này như sau. A. Chính quyền trung ương gồm những đặc tính độc tài. 1. Độc tài trong hiến pháp. 2. Độc tài trong thực tế. A. Chế độ gia đình trị. B. Các đảng phái chính quyền và cơ quan mật vụ bắt người. C. Các trại tập trung với chính sách giam cầm, hành chánh không xử án. D. Riêng về tổng thống phủ, sự tập trung quyền hành chánh của rất nhiều nha sở vào trong tay tổng thống. Sau đây là lời kể của nhân chứng Đoàn Thêm, chánh văn phòng bộ phủ tổng thống trong 9 năm, sách đại dẫn trang 151. Chính phủ tức cán bộ trưởng do tổng thống điều khiển chỉ gồm những người được chọn trước hết vì lòng trung thành, vì thái độ hiền hòa, không có lập trường kiên định kiến riêng để phải bênh vực cương quyết. Xin thêm giai thoại kể một ông bộ trưởng. Khi chào tổng thống để rút lui, chỉ dám đi giật lùi nên đụng phải một bình sứ cổ làm đổ vỡ. Từ đó được kêu là bộ trưởng trộn lùi. Đọc mỉa mai, đọc lái lại thì sẽ có cái từ rất hấp dẫn. Quốc hội thì hầu hết là người thuộc các đoàn thể do ông Diệm và anh em sáng lập, được bầu lên theo những lề lối hợp pháp bề ngoài, nhưng không được mấy ai tin và ngay thẳng. Thậm chí có người nói bố dân biểu thì đúng hơn là bầu dân biểu. B. Ở các cấp tỉnh, quận, các đô trưởng, tỉnh trưởng, quận trưởng đều do chính tổng thống bổ nhiệm, trang 2746, vẫn theo tiêu chuẩn trung thành với chính nghĩa quốc gia, cụ thể hóa bởi ba điều kiện chữ C là Cần Lao, Công Giáo và Central Việt Nam, trang 2720. Nhưng nếu hồ sơ cá nhân của một mà công chức có ghi câu tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo anh minh của người, sẽ được người ôn tồn hỏi về năng lực và tánh hạnh, ngay cả về gia thế và hy vọng thăng chức sẽ gấp bội. Đoàn Thêm, 1969, sách đã dẫn trang 162. Sự biệt phái các sĩ quan quân đội vào các chức vụ quan văn như tỉnh trưởng, quận trưởng là một trong những biện pháp trị loạn an dân mà chính ông Diệm đã đặt ra nếu ông ta, ông úy thiếu khả năng. Luật lệ thì cho một ông hành chánh làm phó được rồi. Đoạn Thêm, sách đã dẫn trang 182. Cố nhiên các sĩ quan được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng ấy, đại đa số là người của đảng Cần Lao đưa ra, chỉ vì lòng trung thành với nhà Ngô chứ không đủ khả năng lãnh đạo chỉ huy. Và cố nhiên họ vừa làm tay chân cho nhà Ngô trong các dịch vụ tham nhũng, vừa thủ lợi làm giàu cho bổn thân họ. Cuốn Trần Văn Đôn, năm 1989, trang 150 kể: từ khoảng năm 1959, tôi, tướng Đôn, thấy đảng Cần Lao gần như kiểm soát tất cả mọi người trong nước, từ cán bộ cao cấp của chính phủ đến dân chúng, từ tướng tá đến binh sĩ.
Lưới tình báo theo dõi hành động của mọi người làm cho người quốc gia lo sợ, nghi ngờ nhau. Trong khi đó, chính phủ không cho tự do báo chí phát biểu ý kiến bị cấm hẳn. Ai đối lập, phê phán chính phủ thì bị bắt bớ giam cầm, nên không ai có sáng kiến phục vụ quốc gia. Ai cũng có thu mình lại để được yên thân. C. Ở cấp làng xã, những biện pháp hành chánh tai hại nhất cho miền Nam tự do là việc hủy bỏ chế độ hội đồng kỳ một đã có từ ngàn xưa, thay thế bằng các xã trưởng bổ nhiệm. Không rõ lý do gì mà ông Diệm đã ban hành cái chế độ xã trưởng bổ nhiệm ấy ngay từ tháng 6 năm 1956. Tức là các cán bộ cộng sản nằm vùng còn được chỉ thị mật là nằm yên, không chống đối. Mà khi các thủ lãnh của cả ba giáo phái Bình Xuyên, Hòa Hảo và Cao Đài đều đã bị đè bẹp vì không tin người miền Nam đại diện cho nhân dân miền Nam, bởi một số quần chúng có bà con là bộ đội Việt Minh tập kết ra Bắc. Vì thế, vì muốn để cán bộ cần lao về kiểm soát và khai thác mọi tài nguyên của đất nước, trong thời gian này họ đã có hàng rừng những hành động lấn lướt, hống hách, phách lối, lố bịch, trịch thượng, thô bạo, ngạo ngược, chiếm công, quy tư, cướp đoạt tài nguyên quốc gia, ăn chặn tiền, mọi viện, áp bức, hà hiếp nhân dân. Vì chính sách tàn ngược và dã man đối với nhân dân miền Nam Việt Nam như vậy, cho nên trong tác phẩm Tyrant History, sử gia Nigel Cawthorne đã khẳng định thằng phản thần Tam Đại Việt Giang Gia Tôn Ngô Đình Diệm là một trong số 100 tên bạo chúa ác độc nhất trong lịch sử nhân loại. Thời kỳ từ năm 1975 ở hải ngoại, thời kỳ Vatican đánh phá chính quyền và tổ quốc Việt Nam theo sách lược quậy cho nước đục để thả câu. Như đã nói ở trên, những đặc tính đúng hơn là bản chất lố bịch, trịch thượng, sắc sược, ngược ngạo, dã man, quay quắt, lắc léo, lương lẹo, lấn lướt, vơ vào và ăn không nói có của tín đồ Gia Tô người Việt giống như con tắc kè. Khi còn ở thế yếu hoặc không thể dựa vào cường quyền hay đế quốc thực dân xâm lược nào để thi hành sách lược cáo đội lúc hùng như trong thời kỳ 1553-1858, thì tín đồ Gia Tô người Việt là những con cáo thu mình lại giống con cừu. Trong những năm 1858-1954, dựa vào sự hiện diện đoàn quân viễn chinh của Liên minh Pháp Vatican tại Đông Dương, tín đồ Gia Tô người Việt là những con cáo đội lớp con cọp, nhưng bị thằng chăn cọp là phe thực dân cấp tiến Pháp cầm chân. Vì thế chúng chỉ có thể tung hoành cấu xé dân ta trong một mà vài phạm vi giới hạn. Ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975, được Hoa Kỳ cho nắm gần trọn quyền quản lý, việc nội chính tín đồ Gia Tô người Việt thực sự đã trở thành những con cọp dữ, thả sức tung hoành cấu xé dân ta trong cách tận tình. Một cách tận tình, khi chạy ra sống ở hải ngoại từ đầu tháng 5 năm 1975 cho đến nay, tín đồ Gia Tô người Việt chỉ là một nhóm thiểu số. Tuy là một nhóm thiểu số nhưng nhờ có Vatican ở hậu trường chỉ đạo, nhóm mà tín đồ Gia Tô người Việt vẫn mang bản chất của những con cáo, vẫn theo kế sách cáo đội lúc hùng để thi oai, bắt đạt, hành hung, khủng bố và sát hại người đồng hương, đồng chủng bất đồng chính kiến với chúng. Điều đặc biệt là chúng có thể hành động ngược ngạo và dã man đối với những người Việt hải ngoại bất đồng chính kiến với chúng. Đối với những người dân thuộc sắc tộc khác thì chúng không dám động đến một sợi lông của họ. Đúng là ma bắt nạt tùy mặt. Rõ ràng là chúng chỉ có những con cáo đội lúc cọp. Cái bản chất của chúng là như vậy, gian sang dị cải, bản chất nan di. Cho nên cái bản chất cáo đội lúc hùng của tín đồ Gia Tô, dù ở hoàn cảnh nào, dù là ở môi trường nào, thì cũng vẫn giữ nguyên vẹn, không thay đổi một chút nào cả. Thay đổi làm sao được khi nó đã trở thành truyền thống và bản chất trong xương tủy, trong cơ thể của những người tự nhận là tín đồ Gia Tô. Chính cái bản chất ghê tởm này mà từ cuối thập niên năm 1970 cho đến nay, tín đồ Gia Tô người Việt ở Bắc Mỹ đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác qua những vụ khủng bố và sát hại những người khác tôn giáo hay bất đồng chính kiến với họ một cách hết sức thô bạo và cực kỳ man rợ.
Nói về những tội ác khủng bố giết người của chúng ở Bắc Mỹ này, tác giả Nick Nassau ghi nhận trong một bài viết có tựa đề là Lịch sử bạo động của giới chống cộng tại Mỹ với nguyên văn như sau. Ông Richter ngày 16 tháng 8 năm 2007. Từ năm 1987 đến năm 1990, có 5 nhà báo người Việt đã bị giết hại tại Mỹ bởi các đội sát thủ mà nhà cầm quyền Mỹ nghi ngờ là có liên hệ với các sĩ quan trong quân đội Sài Gòn cũ ở miền Nam Việt Nam, hiện đang cư ngụ tại vùng Sài Gòn nhỏ thuộc quận Cam. Tháng 4 năm 1992, FBI đã mở một cuộc điều tra về những vụ giết người trên, nhưng họ chưa bao giờ phá án xâm bài kẻ thù giấu mặt. Tháng 3, 4 tháng 3 năm 1999, khi Ock Register để đơn xin thông tin dựa vào đạo luật tự do thông tin, FBI từ chối cung cấp các hồ sơ điều tra vì lý do an ninh quốc gia. Những sự kiện và chi tiết sau đây dựa vào bản báo cáo của năm 1994 của Ủy ban Bảo vệ Phóng viên. Có trụ sở đặt tại New York, bản báo cáo này cung cấp một lịch sử ngắn gọn về những vụ bạo động chống nhà báo tại Sài Gòn nhỏ và các vùng có đông người Việt cư ngụ trên toàn quốc. 1 tháng 1 năm 1980, một người nào đó ném bom xăng vào văn phòng của Nguyễn Thanh Hoàng, chủ nhiệm tờ Văn nghệ Tiền Phong, một tạp chí ở Arlington, Virginia. Hoàng và đứa con gái 7 tuổi của ông thoát nạn. 2. Ngày 21 tháng 7 năm 1981, Lam Trang Dương, một nhà báo khuynh tả và nhà bình luận về cuộc chiến Việt Nam, bị bắn chết trong khi ông quốc bộ trên đường ở San Francisco. Một nhóm có tên Vietnamese Organization, tổ chức Việt Nam diệt trừ Cộng sản và phục hồi quốc gia, tuyên bố rằng họ là thủ phạm đằng sau vụ ám sát. 3. Ngày 5 tháng 1 năm 1982, Pat Hubong, chủ nhiệm một tờ tuần báo ở Los Angeles, bị bắn nhiều lần trong khi rời nhà hàng ở khu Chinatown. Ông từng in một bài viết về một nhóm du đạn có tên là Frogman, người nhái, hoạt động trong vùng quận Cam và cho rằng nhóm du đạn này là cựu lính hải quân miền Nam Việt Nam. 4. Ngày 24 tháng 8 năm 1982, nhà báo Nguyễn Phạm Phong bị bắn chết ngay tại nhà ông ở Houghton. Ông Phong là chủ nhiệm tuần báo tự do, đã từng nhận nhiều đe dọa giết vì ông cho in những bài viết chất vấn về những hoạt động gây quỹ của các nhóm trong cộng lưu vong tổ chức VOECRN, để lại một danh sách các đối tượng mà họ sẽ ám sát ngay tại hiện trường. 5. Ngày 7 tháng 8 năm 1987, một người nào đó ném xác chết một con chó mẹt rê và kèm theo lá thư đe dọa ám sát trong sân nhà của nhà báo Thỉnh Nguyễn, chủ bút tờ Dân Việt. 6. Ngày 7 tháng 8 năm 1987, tổ chức VOECRN tuyên bố là nhóm đã giết Tập Văn Phạm, chủ bút tuần báo Mai, nhà báo gốc Việt đầu tiên bị giết tại Orange County. Văn phòng ông bị đốt cháy trong khi ông đang ngủ trong văn phòng. Ông từng in quảng cáo trên báo cho các công ty Canada chuyên chuyển tiền đến Việt Nam. 7. Ngày 30 tháng 4 năm 1988, nhà văn và cựu tù nhân chính trị Đông Vu, nhà văn Duyên Anh, ghé thăm quận Cam. Ông bị một nhóm côn đồ vây đánh đến bại thân vì họ nghi ông từng làm anten trong khi ở tù. 8. Ngày 3 tháng 8 năm 1988, trong một danh sách đối tượng được đóng vào danh bạ điện thoại ở khu Sài Gòn nhỏ, Tu An Nguyên, Nguyễn Tú A, chủ nhiệm tờ Việt Press có văn phòng tại Westminster, và hai người khác bị tuyên án tử hình vì đi về Việt Nam. 9. Ngày 22 tháng 11 năm 1989, Nhân Trọng Đỗ, Đỗ Trọng Nhân, người vẽ bìa cho tạp chí Văn nghệ Tiền Phong, bị bắn chết trong xe. Ông ở quận Fairfax, Virginia. Cảnh sát không tìm ra thủ phạm. 10.
ngày 22 tháng 9 năm 1990, nhà báo Chicle Lê Triết bị bắn chết trong khi ông và vợ đậu xe trước nhà ông tại ngoại ô ở Bailey, Rhode Virginia. Ông là bỉnh bút cho tờ văn nghệ Tiền Phong. Tên ông nằm trong danh sách ám sát và tổ chức VOECRN để lại nhà của ông Phong 8 năm về trước. 11 tháng 1 năm 1999, hàng vạn người biểu tình chung quanh tiệm Hitech Video Sài Gòn nhỏ vì ông Trần Văn Trường, chủ nhân, treo ảnh Hồ Chí Minh trong quầy tính tiền của tiệm ông. Cảnh sát phải hộ tống ông từ tiệm về nhà. Sau này ông bị kết tội thu băng bất hợp pháp và nay hồi hương sống ở Việt Nam. 12. Ngày 21 tháng 7 năm 2007, hàng trăm người biểu tình chống việc Whitley ở Garden Grove. Theo nhà báo và chủ nhiệm Lê Vũ, ông và nhiều nhân viên tòa soạn bị sách nhiễu và đe dọa qua điện thoại và email nặc danh. Người ta còn đe dọa sẽ đốt tòa soạn việc Whitley. Trên đây là những tội ác khủng bố sát hại những người bất đồng chính kiến với bọn công bản phản dân tộc, thà mất nước chứ không thà mất Chúa. Dưới đây là một số những vụ khủng bố khác mà người viết đã sưu tầm được. 1. Ngày 19 tháng 8 năm 1985, một nhóm tín đồ Gia Tô người Việt cố gắng phá thối buổi ra mắt cuốn sách đối thoại với giáo hoàng John Paul đệ nhị, do anh em trong nhóm giao điểm tổ chức ở Whitmanter, California. 2. Và thượng tuần tháng 6 năm 1996, một nhóm tín đồ Gia Tô do các ông Bùi Bình Tân, Đoàn Thế Cường và Vạn Võ Hành Khuyên dẫn đầu đến chùa Việt Nam để hạch sách thầy Pháp Châu về điều mà họ cho rằng nhà sư này có thái độ thân cộng. 3. Ngày 20 tháng 12 năm 1997, một nhóm tín đồ Gia Tô mưu đồ biểu tình và phá thối buổi hội thảo văn hóa của anh em văn nghệ sĩ Bắc Mỹ do tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu và người viết tổ chức tại Seattle, Washington. 4. Ngày 18 tháng 5 năm 1998, một nhóm tín đồ Gia Tô tổ chức và tham dự buổi biểu tình và bao vây ngôi chùa Đức Viên ở San Jose khi Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Dũng từ Việt Nam qua Hoa Kỳ tham quan trong lưu và lưu trú tại đây. Hành động này kéo dài trong nhiều ngày. 5. Tháng 1 năm 1999, họ tổ chức biểu tình và thủy y khủng bố tinh thần ông Trần Trường, chủ nhiệm cho mướn băng video tại thành phố Whitminster, California, khi ông này trưng hình cụ Hồ Chí Minh và lá cờ đỏ sao vàng ở trong cửa tiệm của ông ta. Hành động này kéo dài trong nhiều tuần lễ như đã nói ở trên. Trong khi đó, hàng năm cứ đến ngày 1 tháng 11, tín đồ Gia Tô người Việt tại các địa phương ở Bắc Mỹ tổ chức lễ dỗ thằng cha Gia Tô phản thần Bảo Chúa Tam Đại Việt Giang Ngô Đình Diệm vô cùng rầm rộ thì chẳng có ai nói gì cả. 6. Ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2001, một nhóm khoảng 20 người biểu tình trước sở học chánh Tacoma, Washington để chống bà Minh Anh Hodger, giám đốc chương trình L ngoại ngữ và biểu tiểu học tại nha học chánh Tacoma, Washington, và gửi đại diện trực tiếp đến văn phòng ông chánh sở học chánh Tacoma thỉnh cầu cho bà nghỉ việc với lý do là khi thuyết trình về đề tài người Việt tị nạn ở Washington vào cuối tháng 4 năm 2000 tại Tacoma Community kỷ niệm 25 năm của người Việt tị nạn, bà đã cho trình chiếu nhiều tấm hình về cuộc chiến Việt Nam. Trong đó có tấm hình Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, hình Đại tá Nguyễn Ngọc Loan đang nhắm bắn một tù nhân hai tay bị trói ké quặt lại sau lưng, và hình em bé Kim Phúc bị cháy bỏng bởi bom lửa. Với thân hình trần truồng vừa chạy vừa khóc trong kinh hoàng, ông chánh sở học mà chánh Tacoma trả lời rằng dù cho bà Minh Anh Hodger có là cộng sản cũng không phải là vấn đề. 2. Ông Gia Tô Nguyễn Xuân Tùng chỉ huy đoàn người đồng đạo mà họ gọi là diễn đàn Kitô hữu đến bao vây ngôi chùa Việt Nam ở Garden Grove để khủng bố tinh thần nhà sư Thích Pháp Châu, vì rằng nhà sư này vừa là chủ bút tạp chí Hoa Sen, vừa là trưởng ban điều hành đặt về đài phát thanh quê hương Việt Nam. Đây là lần thứ nhất họ biểu tình và bao vây ngôi chùa này. 8.
ngày 24 tháng 4 năm 2004. Cũng lại ông Gia Tôn Nguyễn Xuân Tùng chỉ huy đoàn người đồng đạo trong nhóm diễn đàn đạo hữu Kitô đến bao vây ngôi chùa Việt Nam ở Garden Grover để khủng bố tinh thần nhà sư Thích Pháp Châu một lần nữa. Lần này kéo dài tới ngày 31 tháng 5 năm 2004, tất cả là 55 ngày. Trong đó có ngày đại lễ Phật đản vào ngày 30 tháng 5 năm 2004. 9. Tháng 7 năm 2003, một nhóm tín đồ Gia Tô người Việt tổ chức biểu tình với chủ tâm phản đối và phá thối buổi ra mắt cuốn sách Đá Ta Sông Núi của cựu đại tá Phạm Liễu được tổ chức ở San Jose, California. 10. Chỉ là văn nghệ sĩ, chúng cũng không thà. Chúng thù ghét cả những người ái mộ các nghệ sĩ mà họ không ưa thích. Cũng vì thế mà từ khi cuốn băng Thúy Nga Maribanai 40 được phát hành vào năm 1996, nhiều người có liên hệ đến cuốn băng nhạc này như nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, các ca sĩ như Hương Lan, Ái Văn, Bằng Kiều, Thanh Tuyền, Thanh Ngọc, Thanh Lan, Ngọc Huyền, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Thu Phương, Lam Trường, Phương Thanh, v.v. đều trở thành những nạn nhân của bọn người cuồng nô vô tổ quốc này. Tệ nạn hơn nữa, cả những người ái mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng bị chúng gắt cay, gắt đắng và bị chụp mũ là thân cộng hay cộng sản năm vùng. 11. Họ chửi bới và hạ nhục những người Việt hải ngoại về thăm quê hương. Điển hình là vụ tổ chức một buổi lễ tẩy chay ông Nguyễn Cao Kỳ chỉ vì ông Kỳ về thăm Việt Nam trong dịp Tết Giáp Thân năm 2004. Những hành động vừa trẻ con vừa độc tài này còn tệ hơn chế độ phát xít Ý và Đức Quốc xã. Những nạn nhân của 11 trường hợp trên đây đều bị giáng cho là cộng sản hoặc công cộng sản nằm vùng hay tiếp tay cho cộng sản và cán bộ tuyên vận của cộng sản. Những hành động ngang ngược trên đây chứng tỏ tín đồ Gia Tô người Việt tuy là mang danh nghĩa là con chiên, khiến cho người ta tưởng rằng chúng vừa hiền lành vừa ngu dốt như con cừu, nhưng trong thực tế chúng lại hành động hết sức dã man như một con dã thú, bất chấp cả các quyền tự do tư tưởng. Trong những năm 1954, năm 1963 ở miền Nam Việt Nam, hơn 300.000 nạn nhân bị chế độ đạo Việt Gia Tô Ngô Đình Diệm tàn sát. Tất cả những nạn nhân này đều bị gán cho là cộng sản hoặc cộng sản năm vùng hay tiếp tay cho cộng sản. B. Vào khoảng năm 1929, năm 1930, viên lý trưởng ở một bà làng lương bên cạnh làng đạo dưới quyền quản nhiệm của Cố Văn bị cưỡng bách phải khiêng cán cho Cố. Ông lý trưởng này dám cả gan khước từ, liền bị Cố gán cho là cộng sản để rồi khốn nạn với Cố. Câu chuyện này được linh mục mà Trần Tâm Tĩnh kể lại trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm với nguyên văn như sau: Cố Văn nằm trong một cái cán do hai giáo dân khiêng đi tới một tòa thành phố cách nhà khoảng 18 km. Vừa ra khỏi sứ đạo, một trong hai người khiêng cán thưa rằng mình bị bệnh, xin Cố kiếm ai thay thế. Cố bảo cứ bắt được ai thì bắt. Có một người đi qua, Cố kêu: bớ anh kia đến khiêng ta đi tỉnh. Người kia lắc đầu: không, tôi không thể và tôi không muốn. Thằng sắt láo, mày không muốn hả? Thằng giặc. Người kia vẫn không chịu khiêng: tôi là lý trưởng, tôi không thể khiêng được. Đứng trước sự khước từ dứt khoát như thế, ông Cố xuống khỏi cán, cầm gậy nhảy bộ tới đập viên lý trưởng, miệng nguyền rủa: lý với không lý, liệu mà khiêng cán cho ta, cho tao? À thằng giặc cộng sản, mày sẽ biết tay tao. Hôm đó Cố Tây đến nhà quan đầu tỉnh và Cố tố cáo rằng làng bên lương cạnh sứ đạo của ông đang nổi loạn mà chính tên lý trưởng cầm đầu. Qua ngày hôm sau, viên lý trưởng bị cách chức và bị tống vào ngục. Không hiểu Cố Tây có tạ ơn Chúa cho mình chiến thắng tên ngoại đạo kia chăng, nhưng chắc Cố phải rất thích thú thấy rằng phong trào chống giáo sĩ bên chính quốc Pháp đưa được du nhập sang các vùng thuộc địa. C. Trước năm 1848,
cũng đã có hàng trăm triệu lương dân vô tội ở Âu Châu bị giáo hội La Mã và các chế độ đạo Việt Gia Tô tàn sát chỉ vì họ không phải là tín đồ của giáo hội và bị gán cho là tà giáo. Từ khi bản tuyên ngôn cộng sản được công bố vào năm 1848, giáo hội thấy rằng chụp mũ cho những thành phần thuộc các tôn giáo khác là tà giáo. Không những không còn ăn khách nữa mà còn bị nhân dân thế giới lên án gắt gao. Giáo hội quay ra thay đổi sách lược, cái mũ tà giáo được thay thế bằng cái mũ cộng sản hay vô thần hoặc cộng sản vô thần. Tìm hiểu về thiểu số tín đồ Gia Tô, người Việt ngoan đạo đang sinh sống ở Bắc Mỹ hay ở nhiều nơi khác trên thế giới, các nhà nghiên cứu đều nhận thấy rằng họ là những người tị nạn mới được cho nhập cảnh vào Hoa Kỳ định cư, không có quyền lực gì trong tay. Có nhiều người chưa có quốc tịch Hoa Kỳ, có nhiều người khi giao dịch với các cơ quan công quyền Mỹ còn cần phải có người thông dịch, có nhiều người còn lĩnh trợ cấp xã hội, có nhiều người chưa hề bao giờ đi làm, ấy thế mà họ còn bất chấp cả hiến pháp, bất chấp cả luật pháp, lộng ngôn, lộng hành, tác oai, tác quái, háo sắc, khát máu, xuất sượt, ngạo ngược như vậy. Thử hỏi, nếu có quyền lực trong tay, như thời chế độ đạo Việt Gia Tô Ngô Đình Diệm ở miền Nam trong những năm 1954-1963, thì làm sao họ lại không chụp mũ cho những người khác tôn giáo là những người bất đồng chính kiến với họ là cộng sản hay cộng sản nằm vùng, để lấy cớ giết hại một cách cực kỳ dã man. Giống như những chuyện đã xảy ra ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975. Ở Pháp, trong một vụ tàn sát Tin Lành Pháp ở Bartholomew vào ngày 22 tháng 8 năm 1572. Những chuyện tra tấn, hành hạ và tàn sát người Tin Lành Ái Nhĩ Lan vào năm 1641. Những chuyện tra tấn, hành hạ và tàn sát gần 800.000 tín đồ Do Thái giáo, Chính thống giáo và Hồi giáo ở Croatia trong những năm 1941-1945. Và những chuyện tàn sát 800.000 người ở Tutsi ở Rwanda trong khoảng 100 ngày trong năm 1994. Từ những việc làm ngang ngược, dã man của những tín đồ Gia Tô cuồng tín người Việt ở Bắc Mỹ từ cuối thập niên năm 1970 cho đến nay, chúng ta có thể suy ra những việc làm độc ác và dã man trong quá khứ của họ ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975 dưới ách thống trị tham tàn và bạo ngược của hai chế độ đạo Việt Gia Tô Ngô Đình Diệm và quân Việt Gia Tô Nguyễn Văn Thiệu. Con số hơn 300.000 người bị chúng tàn sát ở Liên Khu 5 và không biết bao nhiêu ngàn người bị họ thủ tiêu và bị giam cầm trong các chuồng cọp ở Côn Đảo, trong chính hầm ở Huế, trại giam Phú Lợi, Bình Dương, trong hầm giam B42, trong sở thú Sài Gòn, trong các nhà tù Cây Mai, Võ Tánh, Chí Hòa và hàng chục ngàn nhà tù khác ở rải rác tại các tỉnh và các quận huyện trên toàn lãnh thổ miền Nam từ vĩ tuyến 17 cho đến mũi Cà Mau, mà các sách sử đã ghi lại cho chúng ta thấy rõ bộ mặt thật ghê tởm này của chúng. Một mà lời chú về chuyện giáo hội La Mã tranh đấu cho tự do tôn giáo, một giáo hội La Mã và tín đồ Gia Tô người Việt vẫn luôn luôn lớn tiếng đòi tự do dân chủ và tự do tôn giáo cho Việt Nam. Nhưng nếu có một người nào thuộc một tôn giáo khác muốn thành hôn với con em của họ thì họ lại đòi hỏi người đó phải từ bỏ tôn giáo cổ truyền của gia đình, phải học giáo lý và làm lễ rửa tội theo đạo Gia Tô trước đã, rồi mới được tiến hành làm lễ thành hôn. 2. Trong khi giáo hội La Mã và tín đồ Gia Tô người Việt lớn tiếng đòi tự do tôn giáo ở Việt Nam, thì vào giữa năm 1994, giáo hội La Mã và chế độ đạo Việt Gia Tô của giám mục Augustine Misago vẫn còn say máu tàn sát tới 800.000 người Tutsi ở Rwanda, chỉ vì những nạn nhân này không phải là tín đồ của giáo hội mà lại nằm dưới quyền thống trị của giáo hội. Không biết con số 800.000 nạn nhân này bị chế độ đạo Việt Gia Tô của giám mục Augustine Misago chụp cho cái mũ gì, tà giáo hay cái mũ cộng sản? 3. Trong khi giáo hội La Mã và tín đồ Gia Tô người Việt lớn tiếng đòi tự do dân chủ cho Việt Nam và lớn tiếng đòi nhân quyền cho nhân dân Việt Nam, thì chính bản thân giáo hội La Mã với hệ thống quyền lực được tổ chức theo thể chế tăng lữ quân chủ chuyên chế toàn trị, được củng cố bằng những giáo luật và lời dạy cực kỳ độc đoán
hết sức phi nhân, cực kỳ phản nhân quyền và chiếm kỷ lục trong lịch sử nhân loại về thành tích vi phạm nhân quyền. Một trong những bằng chứng bất khả phủ bác cho sự kiện này là việc giáo hoàng John Paul đệ nhị cưỡng bách ông giám mục Emmanuel Milligan, 71 tuổi, phải từ bỏ bà vợ Maria Sung, 43 tuổi, mới cưới đã được gần 3 tháng và đã có làm lễ trước bàn thờ Chúa Giêsu trong một ngôi giáo đường của một hệ phái Tin Lành. Đây là một chuyện mới nhất mới xảy ra trong năm 2001. Giám mục Emmanuel Miligo, 71 tuổi, nguyên gốc là người nước Zambia, châu Phi. Ngày 27 tháng 5 năm 2001, ông giám mục này đã thành hôn với bà Maria Sung, 43 tuổi, một y sĩ người Nam Hàn. Họ đã thành vợ chồng có hôn phối và đã làm phép cưới tại một nhà thờ Thiên Chúa Giáo thuộc hệ phái khác tại New York do tu sĩ Sun Mayong Mon làm chủ lễ. Khi được tin này, Tòa Thánh Vatican cho người tiếp xúc với giám mục Miligo và đòi ông phải đến gặp giáo hoàng vào ngày thứ ba trong tuần đầu tháng 8 năm 2001. Khi đến gặp giáo hoàng John Paul đệ nhị, giám mục Miligo bị cưỡng bách phải bỏ rơi bà vợ yêu quý của ông trước ngày 20 tháng 8 năm 2001, nếu không thì sẽ bị rút phép thông công. Sự kiện này được tờ New Tribune Tacoma loan tin như sau: Tòa Thánh Vatican đe dọa sẽ phạt quả tuyệt thông ông Miligo nếu ông không bỏ rơi người vợ của ông vào ngày 20 tháng 8, ra lệnh cho ông phải cắt đứt mối liên hệ với giáo phái của mục sư Mon, phải công khai hứa sống đời độc thân, phải biểu lộ lòng tuân phục với giáo hoàng. Sự kiện này được tờ Người Việt Tây Bắc số 1010 ra ngày thứ Sáu 17 tháng 8 năm 2001 loan tin như sau: Vatican City, một vị tổng giám mục gốc Zambia lấy vợ sau khi tuyên bố ly khai giáo hội Thiên Chúa Giáo, sau cùng đã bằng lòng bỏ vợ để trở lại với giáo phẩm của mình trong giáo hội Công giáo La Mã. Theo nguồn tin của Tòa Thánh Vatican trích dẫn lời của vị tổng giám mục nói với Đức Giáo Hoàng: con là đệ tớ khiêm nhường và biết vâng lời ngài. Bất chấp lời thề độc thân, tổng giám mục Emmanuel Miligo đã lấy vợ trong một thánh lễ chính thức do mục sư Sun Mayong Mon cử hành vào ngày 27 tháng 5 năm 2001 tại New York. Vatican cho biết vị tổng giám mục này cũng bằng lòng cắt đứt liên hệ với giáo phái của mục sư Mon. Vatican đã công bố một lá thư ngắn của vị tổng giám mục này viết cho Đức Giáo Hoàng. Theo đó, ông tái cam kết phục tùng giáo hội, từ bỏ cuộc sống chung với bà Maria Sung và những liên hệ với mục sư Mon cũng như với tổ chức Family Federation for What We See. Lá thư viết cho Đức Giáo Hoàng cũng nêu lên: con là tôi tớ hàng hạ và phong phục ngài. Vatican cho công bố lá thư một vài giờ sau khi bà Maria Sung, người vợ chính thức của tổng giám mục Miligo, tuyên bố bà sẽ tuyệt thực cho đến khi Vatican trả lại chồng bà. Bà Sung cho biết sau khi Vatican công bố bức thư trên rằng: nếu ông ấy muốn bỏ tôi còn phải nghe chính giọng ông ấy nói. Bà cho rằng chồng bà nói những lời nói trên dưới ảnh hưởng của thuốc mê. Mục sư Philip Chanker thuộc giáo phái của mục sư Mon đã lên tiếng kết án Vatican về việc mà ông cho là đã cố tình cướp đoạt người chồng của bà Sung. Bà Sung cho biết bà bị cách ly với chồng kể từ lúc họ cùng đến Vatican và ông Miligo đến gặp giáo hoàng vào tuần trước. Bà tuyên bố sẽ nộp đơn cho cảnh sát Ý khiếu nại về việc Vatican đã giam giữ chồng bà. Hành động dã man này nói lên sự kiện cáo giáo hội La Mã có chủ trương phá nát tình yêu đôi lứa trai gái và tình yêu thương yêu gia đình của tín đồ nếu làm trái ý với giáo hội. Phần trình bày trên đây cho chúng ta thấy rằng giáo hội La Mã là một thế lực luôn luôn có những hành động vừa ăn cắp vừa la làng, hết sức là lộ liễu, hết sức trơ trẽn và cực kỳ trắng trợn. Trong khi đó thì tín đồ Gia Tô cuồng tín người viết vẫn luôn luôn nhắm mắt triệt để tuân hành những lệnh truyền của các đấng bề trên của họ. Họ cũng hét, cũng la lối ôm sồm, cũng hô hào lớn tiếng đòi tự do tôn giáo cho Việt Nam, đòi tự do
dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam mà không biết rằng cái tôn giáo ác ôn của họ mới là một tay tổ vi phạm quyền tự do tôn giáo của những người khác tôn giáo, vi phạm quyền tự do dân chủ, vi phạm nhân quyền của tất cả mọi người hết sức trầm trọng. Và chính họ, tín đồ Gia Tô người Việt cũng hành động ngược ngạo như vậy. Người Việt Nam ta có câu: lưỡi không xương, nhiều đường uốn éo. Cái lưỡi của giáo hội La Mã và của tín đồ Gia Tô ngoan đạo người Việt quả thật là uốn éo quanh co, lật lọng hơn cả quân lái lợn, lái trâu và những phường đá cá lăng dưa ở Việt Nam ngày xưa. Ai cũng biết rằng con rắn độc Gia Tô dù có lột xác và bứt đầu nọc độc ra khỏi cơ thể của nó thì sớm muộn cái bầu nọc độc này cũng tái sinh để gây hại cho những người khác. Chỉ khi nào chính con rắn độc nó bị đập chết thì cái đầu nọc độc của nó mới không tái sinh. Bản chất của giáo hội La Mã là sắc sược, ngược ngạo, phi nhân, dâm loạn, loạn luân, quay quắt, lắc léo, lương lẹo, lấn lướt, vơ vào, ăn không nói có, nói một cách, nói một đàng, làm một nẻo. Dù cho thời thế và hoàn cảnh đã thay đổi khiến cho giáo hội phải thay hình đổi dạng, khoác danh nghĩa là tranh đấu cho tự do tôn giáo, tranh đấu cho tự do dân chủ, tranh đấu cho dân quyền, tranh đấu cho dân nghèo, thì những cái bản chất ghê tởm như trên của giáo hội cũng vẫn không bao giờ thay đổi được. Trừ phi cái đạo giáo hội khốn nạn này bị giải thể, giống như bầu nọc độc trong loài rắn chỉ có thể mất đi khi chính con rắn độc đó bị đập chết. Chuyện vụ kiện trung tâm William Jenner Center, vụ kiện này còn được gọi là vụ kiện WGC, do ông Gia Tô Nguyễn Hữu Luyện đứng tên nộp đơn kiện vào ngày 27 tháng 10 năm 2000, kéo dài đến ngày 27 tháng 8 năm 2004. Bị cả tòa sơ thẩm lẫn tòa thượng phẩm tiểu bang Massachusetts bác bỏ. Nghiên cứu các bài viết, website và các thư từ liên hệ loan tải trên khắp các diễn đàn điện tử và bản văn thư về phán quyết và lên án và án lệnh của tòa án tối cao liên quan đến đơn hình cầu của bị cáo xin bác bỏ vụ kiện. Xem phụ bản tiếng Việt ở cuối chương. Người viết có vài nhận xét như sau. Đề tài nghiên cứu của học giả của học bổng là RI: tái xây dựng bản sắc và vị trí người Việt hải ngoại. 1. Các đương sự chẳng có ai nộp đơn này từ lúc đầu năm 2000, ngay cả đến lúc có nhiều cơ hội trong những năm sau 2001-2002. Xét ra, những người này không có liên quan gì đến việc tuyển chọn người hưởng chương trình nghiên cứu đó cả. 2. Các nguyên đơn cho rằng những người thuộc đảng Cộng sản sẽ viết thiên lệch, ảnh hưởng không tốt cho những người tị nạn. Nhận xét này đúng hay sai hoàn toàn ý kiến cá nhân. Người ta cũng có thể lý luận ngược lại rằng các nguyên đơn sẽ viết thiên lệch để tự tô son đệm phấn cho mình. Vậy ai mới đúng? Trong các sứ tự do, một bài viết có thiên lệch về phía nào đi nữa cũng không thể là đối tượng cho một vụ kiện được. 3. Trước khi và trong thời gian kiện tụng, các nhân vật được cấp học bổng nghiên cứu đề tài đó chưa viết gì cả, nghĩa là tác phẩm chưa thành hình. Người viết nghĩ rằng trong một xứ dân chủ tự do ở Hoa Kỳ không có một điều luật nào, từ luật các tiểu bang đến luật liên bang hay hiến pháp, cho phép cá nhân nào cấm đoán người khác diễn tả tư tưởng của họ. Đặc biệt việc làm này là các nguyên đơn cấm đoán trước khi đối phương há miệng. Chỉ khi nào sự phát triển đó gây thiệt hại hay gian dối cụ thể cho một cá nhân nào đó thì cá nhân bị thiệt hại mới có quyền đem ra pháp luật phân xử. 4. Liên tiếp mấy năm trường, các nguyên đơn hô hào đóng góp quỹ pháp lý để lo luật sư đưa vụ kiện ra tòa. Số tiền quyên góp hơn 100.000 đô, nhiều đến nỗi chính quyền đơn cho rằng đã có thẳng dư. Nhưng tờ đơn vẫn chưa ra được đến tòa phân xử. 5. Các nguyên đơn thấy rằng chỉ có họ mới có thẩm quyền thích hợp để viết đề tài này mà trung tâm cho nghiên cứu. Nếu thế thì các đương sự có rất nhiều sự chọn lựa đứng đắn cho vấn đề, thí dụ như cùng nhau tự lực nghiên cứu và viết về đề tài đó theo ý của mình, hoặc là nộp đơn dự tranh trong năm tới và năm tới nữa. 6. Thế nhưng có lẽ các đương sự sợ rằng chính họ sẽ không có khả năng để nghiên cứu, cho nên họ cũng không chịu nạp đơn trong những năm kế tiếp.
nhưng lại đồn dồn nỗ lực để lo kiện cáo thay vì vận động góp tiền góp cho quỹ pháp lý, rốt cuộc cho các luật sư quảng cáo đăng báo việc tùng xôn xao. Việc tùng xôn xao, các đương sự có thể vận động cộng đồng bao biện cho tiền xuất bản phát hành nếu tác phẩm của cá nhân họ hay phe họ có giá trị thuyết phục, thì chắc chắn là dân chúng sẽ đóng góp. Qua những hành động này của họ, người bàng quan xem thái độ và hành động của họ như thái độ và hành động ăn không được phá cho hôi, hoặc là phá bỉnh theo kế hoạch cướp máy vi âm của đối phương trên diễn đàn. Cung cách hành xử như thế nhất định hoàn toàn không phải thói quen sinh hoạt trong chế độ dân chủ. 7. Khi đưa ra lý án, ông Luyện và các nguyên cáo đã không điều nguyên kỹ lưỡng để rồi rơi vào tình trạng hiểu lầm hai điều khoản G1C 151B và 151C mà họ đã dựa vào để khiếu tố với ủy ban chống kỳ thị và tiểu bang Massachusetts gọi là MCAD. Cả hai điều khoản này đều không có liên hệ đến tình trạng của các nguyên đơn. 8. Một sự thật mà các đương sự không dám công khai công bố cho dân chúng biết là trong năm 2001, tức là một năm sau, các tuyển sinh được cấp học bổng trong chương trình này không có ai là người ở hay của chính quyền miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 hay chính quyền Việt Nam hiện nay cả. Vậy làm sao các đương sự khiếu nại rằng WGC đã kỳ thị những người theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa? Một ông Nguyễn Hữu Luyện có thể thiếu sót đã đành, thêm hàng chục người khác đều là những người có học vị đại học thi nhau nằm và đòi quyền bình đẳng một cách lãng xẹt. Theo email của ông Long Phạm, cái nhìn khách quan về vụ kiện WGC thì trong số các nhân vật khoảng 10 người đồng ý ký tên vào đơn kiện của ông Nguyễn Hữu Luyện có các ông Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, tiến sĩ Tera Vương Ý Như, giáo sư đại học tại Philadelphia, tiến sĩ Lê Phước Sang, cựu thượng nghị sĩ Việt Nam Cộng Hòa, luật sư Nguyễn Tường Bá, giáo sư Trần Minh Xuân, cựu giáo sư đại học tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Thành Liêm, cựu thứ trưởng văn hóa giáo dục tại Việt Nam, luật sư Nguyễn Văn Chức, vân vân. Hầu hết các vị trên đây, kể cả nguyên đơn Gia Tô Nguyễn Hữu Luyện, vốn là những người có địa vị xã hội chính trị và những nhà trí thức. Trong đó có những người đã nằm trong lớp mà người ăn trên ngồi tróc ở miền Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày nay tất cả những người này đều ở vào lứa tuổi khoảng từ trên 60 đến 80, nghĩa là những lứa tuổi lẽ ra phải khôn ngoan từng trải, ngũ thập chi thiên mệnh và thất thập cổ lai hy. Thế mà họ lại không hiểu luật pháp ở Hoa Kỳ, không hiểu những nguyên tắc xử thế nhập gia tùy tục, đảo gian tùy khúc của tổ tiên ta đã dạy mà yên phận kiếp sống lưu vong. Họ không biết câu nói của nhà hiền triết Socrates 470-339 trước công nguyên, và cũng không biết cả lời dạy tiên tri Tri vi tri bất vi của cụ Khổng để mà giữ cái phận biết thưa thốt, không biết giữ cột mà nghe. Họ đã làm những chuyện bất tắc, mất hết tư cách của những người có học, thiếu ngay thẳng, thiếu hiểu biết tất cả những ngôn từ và hành động trong vụ kiện này, cho chúng thấy trình độ kiến thức phổ thông của họ không bằng trình độ của một em bé chưa học xong bậc trung học đệ nhất ở cấp Hoa Kỳ. Những việc gây quỹ pháp lý trong các cộng đồng Việt Nam do nhiều vụ kiện từ mấy năm gần đây, ít nhất là ở Hoa Kỳ, bao giờ cũng dùng chiêu bài chống cộng. Lần nào cũng thế, các đương sự cũng gom được rất nhiều tiền. Chiêu bài này hiện vẫn còn là thời trang và là phương cách hữu hiệu nhất để buôn bán thù hận. Có phải đây là con đường dễ nhất để các đương sự giải quyết những cái bất tài, bất trí của chính mình trên con đường khoa cử và công danh nói chung, hay những thua thiệt về tự ái cá nhân ở hải ngoại? Nào phải họ mắc nạn gì đâu cho cam giấy viết thiếu chi một dĩa copy hay DC, floppy hay DC chứa dữ kiện tốn bao nhiêu đồng? Thư viện nào cũng mở cửa cho họ đến tìm kiếm và tham khảo tài liệu nếu họ muốn. Nhưng theo các bài viết đó đây, dường như họ chỉ cần đến kinh nghiệm đi tù trong chế độ mới là có thể viết sách mà thôi, không cần tra cứu tài liệu nào của ai cả.
ông Gia Tô Nguyễn Hữu Liện coi mấy chục năm tù của ông là vốn liếng và là điều kiện duy nhất để biến ông trở thành nhà trí thức, tha ngôi các quan lớn, quan nhỏ trong các chính quyền miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 đến năm 1975 là như thế đó. Một lời chú chức quyền và học vị trong thế giới Gia Tô. Đến đây người viết lại nhớ tới vở kịch nè, trong đó có mấy câu nói vô cùng chí lý. Vở kịch nói lên cái thực trạng đáng khinh bỉ của những hạng người nhờ thế lực chính quyền, nhờ là tín đồ Gia Tô và dòng dõi gia đình họ mới có chức tước, địa vị và quyền lực trong xã hội. Tình trạng này không những là thực trạng ở Âu Châu trong thời trước cách mạng Pháp năm 1789 và còn rất đúng ở Việt Nam trong những năm 1862 năm 1975. Dưới đây là nguyên văn mấy câu nói này. Bởi vì ông là một ông quan, ông lớn quý tộc nên ông vội tưởng ông là một đại thiên tài. Chức tước, tiền của, địa vị, ngựa xe, tất cả những cái đó đã khiến ông hãnh diện. Nhưng quả thực ông đã làm gì để xứng đáng với các thứ tốt đẹp đó? Ông chỉ làm có một chuyện là lọt lòng mẹ ra mà thôi. Thiết nghĩ rằng những lời lẽ trên đây quả thật là giống y như cái thực trạng của các ông tín đồ Gia Tô trong hai chế độ Đạo Phiệt Gia Tô Ngô Đình Diệm và phân Quân Phiệt Gia Tô Nguyễn Văn Thiệu ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 năm 1975. Đa số những người được làm văn quan văn quan võ, những chính giới nghị sĩ dân biểu trong những năm 1954 năm 1975, chỉ vì họ là tín đồ Gia Tô hay ông cha họ đã có công lao làm tay sai cho liên minh đế quốc thực xâm được thực dân xâm lược Pháp Vatican. Suy nghĩ cho kỹ, nghĩ cho cùng, tất cả những hành động sắc sược ngược ngạo nói trên của những tín đồ Gia Tô ngoan đạo ở trong nước trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 hay ở hải ngoại từ năm 1975 đều là có tính cách lấy thịt đè người. Sách lược lấy thịt đè người và triết lý cường quyền thắng công lý đã trở thành phương châm hành động rất thông thường của giai cấp thống trị ở trong các chế độ độc tài, và cũng là phương châm hành động mà những tín đồ Gia Tô thuộc loại ngoan đạo cuồng tín ưa thích nhất. Những hành động bất chấp cả luật pháp Hoa Kỳ, bất chấp cả tình người rất phổ biến trong các cộng đồng Gia Tô hiện nay ở Bắc Mỹ. Những ác tính này không những chỉ có ở trong con người của những giáo dân ngoan đạo người Việt Nam mà chúng ta còn thấy ở ngay cả những giáo dân ngoan đạo người Cuba. Vụ em bé Ali An người Cuba xảy ra ở Florida vào năm 2000 là một thí dụ điển hình. Cha mẹ Ali An đã ly dị lúc còn ở Cuba. Mẹ Ali An chạy trốn khỏi chế độ độc tài Fidel Castro, có mang theo em bé lúc 6 tuổi. Chẳng may khi vượt biển tàu bị đắm, những người trên tàu đều bị mất mạng, nhưng em bé Alian sống sót và được tàu Mỹ vớt lên. Sau khi điều tra biết em bé Alian còn người cha ở lại Cuba, chính quyền Mỹ dự định trao trả em bé về cho người cha của cha theo luật tự nhiên. Nhưng không ai thương con hơn chính cha mẹ ruột. Mẹ chết thì còn cha, hơn nữa có sự lên tiếng của người cha ở Cuba muốn thằng bé trở về. Thế nhưng những nhân dân người Cuba của em bên Mỹ nhất định giữ em bé trong nhà, không cho chính phủ hành động. Viện lẽ bên Cuba là chế độ cộng sản, rốt cuộc chính phủ Hoa Kỳ đành phải sử dụng kế hoạch dùng quân đội đội lốt mà đến bóc em bé đi mới xong. Dùng quân đội đột xuất đến bóc em bé mới xong. Những người Cuba tham dự vào cuộc biểu tình giành giật bé Alian đã đặt quan niệm về chính trị của họ lên trên tình yêu phụ tử, đã dùng em như miếng mồi câu nhử chính trị. Đây là một sự lợi dụng hết sức dã man và vô cùng tàn nhẫn, và chỉ có giáo hội La Mã và tín đồ Gia Tô mới đang tâm làm được. Đã trách nào nhà báo Long Ân đã phải thốt lên những lời nhận xét chua chát, con người đã nhân danh tôn giáo để làm những chuyện điên cuồng nhất, đã nhân danh tôn giáo biện minh cho quyền lực phi nhân áp đặt lên đầu kẻ khác. Con người đã phải phản lại tôn giáo, đã chặt đứt cây cầu đưa đến cuộc tìm kiếm chính mình, đã cúi đầu đi trên bốn chân, đã từ con người trở về với nguồn gốc con ngư súc sanh. Nguyễn Mạnh Quang, Việt Nam đệ nhất Cộng hòa, Toàn thư năm 1954 năm 1963, Houghton Tác sạch Văn hóa năm 2000, trang 340.
và văn hào Voltaire đã phải gọi đạo Thiên Chúa La Mã là cái tôn giáo ác ôn. Bùi Đức Sinh, lịch sử giáo hội Công giáo phần 2, Sài Gòn, Nhân Lý, năm 1972, trang 165. Đó là phần kết cục của bài viết Vatican và tín đồ Gia Tô, người Việt trong quá khứ chống lại Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Trong quá trình đọc cũng như trong quá trình trình diễn thì không sao thiếu sót và không sao sai sót được, thì khoảng 85-95% là vậy là ok rồi. Còn nếu như mà mình chuyên nghiệp hơn thì nó sẽ khác, mình sẽ làm đề tài khác, làm một cái đài truyền thanh luôn, làm sẽ hấp dẫn hơn, hay hơn. Nhưng mình thì đã giới hạn như đó thôi, đóng góp một phần nào để cho những người sau được có những cái nhận thức. Đó là một điều cảm thấy vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Còn ai nói gì thì mặc kệ, có những bình luận mình thấy cũng không mấy hài lòng, nhưng dù sao đó cũng là những cái dù muốn dù không thì họ cũng đã nghe qua. Thì lần này nghe, lần sau nghe, nghe riết rồi sẽ có một cái khái niệm, có suy nghĩ khác. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin tri ân quý vị và các bạn.